chào quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên đang đến với bản tin OU News tháng 3 năm 2022 của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chúc quý thầy cô và các bạn sinh viên có thật nhiều năng lượng để khởi động ngày mới thành công và ngập tràn niềm vui. Và bây giờ, xin kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên cùng điểm qua những tin tức, sự kiện nổi bật của trường trong tháng 2 vừa qua. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt tân niên Nhâm Dần 2022. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh khóa 8 nhiệm kỳ 2019-2023. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sĩ năm 2021. Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Ấm áp nhiều hoạt động ý nghĩa của Xuân Tình Nguyện 2022, đội hình cấp trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, hòa chung không khí vui tươi và phấn khởi đón mừng năm mới, sáng ngày 7 tháng 2, tập thể ban giám hiệu, giảng viên, viên chức trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi họp mặt tân niên Xuân Nhâm Dần 2022 với tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng bước vào một năm mới với niềm tin vào sự phát triển vững mạnh của nhà trường, góp phần xây dựng và phát triển nền giáo dục nước nhà. Phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hà, hiệu trưởng nhà trường đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể quý thầy cô, nhân viên, học viên và sinh viên, lãnh đạo các đơn vị trong trường. Chúc một năm mới nhiều sức khỏe an lành và hạnh phúc, đồng thời khích lệ tinh thần nhiệt huyết, chủ động sáng tạo và tích cực học tập để hoàn thành xuất sắc các công việc, quyết tâm và sẵn sàng cùng nhau lan tỏa những mục tiêu và định hướng phát triển sứ mạng, đóng góp và nâng cao tri thức cho cộng đồng bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất, đưa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và gắn kết cộng đồng, trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á. Tới ngày 9 tháng 2, 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ký kết hợp tác với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2025 nhằm đẩy mạnh các chương trình hợp tác, phối hợp vì mục tiêu phát triển chung và vì nền tảng cho sự hợp tác đối với đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng các đề tài, đề án khoa học, mang lại những giải pháp đột phá trong khoa học, kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Theo thỏa thuận được ký kết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất các chương trình hợp tác chiến lược, đó là hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, hợp tác về tư vấn, thông tin, hội thảo, phản biện trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học L'Aquila, Cộng hòa Ý ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu khoa học trong 6 năm. Trong khuôn khổ hợp tác, hai trường cam kết cùng thúc đẩy việc trao đổi giảng viên, nghiên cứu, sinh viên nhằm mục đích hỗ trợ việc giảng dạy, nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo, trao đổi các tài liệu, ấn phẩm khoa học, công bố khoa học và các thông tin nghiên cứu, phát triển các dự án chung, các chương trình nghiên cứu khoa học, cam kết cùng thực hiện các hội nghị, hội thảo khoa học và các ứng phẩm chung, hỗ trợ trong việc sử dụng phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu và thư viện, phối hợp xác nhận văn bằng, trình độ, tạo điều kiện trong việc nhập cảnh, lưu trú và xuất cảnh của người học. Nhằm hoàn chỉnh bộ máy ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu công việc thực tiễn của hội sinh viên trường và thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động đã đề ra trong năm học. Ngày 17 tháng 2, 2022, Ban chấp hành Hội sinh viên nhà trường đã tiến hành tổ chức hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2023. Hội nghị đã hoàn tất công việc bầu cử 10 đồng chí vào Ban chấp hành Hội sinh viên trường và 3 đồng chí vào Ban thư ký Hội sinh viên trường, đồng thời hiệp thương tín nhiệm đồng chí Lê Hoàng Yến Thanh giữ chức danh Chủ tịch Hội sinh viên. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Yến Thanh bày tỏ: "Đây là niềm vinh dự và nhiệm vụ trách nhiệm lớn lao mà Hội sinh viên thành phố và Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường giao phó, đồng thời sẽ chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban chấp hành Hội sinh viên trường đưa phong trào hội sinh viên của trường ngày càng phát triển vững mạnh." Khác với những cảm xúc lạ lùng xen kẽ băn khoăn và lo lắng của thầy cô, gia đình và các em học sinh sinh viên của mùa tự trường tháng 9 vừa qua, khi các trường học mở cửa trở lại trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với lễ khai giảng qua màn hình trực tuyến,
thì ngày 14 tháng 2 2022 lại là một ngày tựu trường của tập thể thầy cô và sinh viên trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh với tâm thế hào hứng phấn khởi sẵn sàng cho một năm học an toàn và nhiều thành tựu. Mỗi dịp đầu xuân mới là dịp ban chấp hành công đoàn trường cùng đội ngũ viên chức, người lao động trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn với các mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ đã cống hiến, hy sinh hết mình trong những năm tháng chiến đấu giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Hoạt động thăm hỏi đã diễn ra vào ngày 18 tháng 1 trong không khí vui vẻ, ấm cúng, thân tình. Ngoài việc hỏi thăm tình hình sức khỏe của các mẹ, nhà trường còn gửi tặng những món quà thay cho lời tri ân sâu sắc. Ngày 15 và 16 tháng 1 năm 2022, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ năm 2021, bao gồm 7 văn bằng tiến sĩ và 189 văn bằng thạc sĩ. Cụ thể, các văn bằng tiến sĩ và thạc sĩ thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế học, tài chính ngân hàng, kế toán, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, kỹ thuật xây dựng, khoa học máy tính, luật kinh tế, xã hội học, công nghệ sinh học. Tại buổi lễ, ban giám hiệu nhà trường đã khen thưởng tốt nghiệp cho 4 học viên có thành tích tốt nhất trong khóa học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tính đến năm 2021, tổng số bằng tiến sĩ được cấp là 16 và tổng số bằng thạc sĩ được cấp là 2.699 cho các chuyên ngành. Nằm trong khuôn khổ chương trình tập huấn về đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến theo tiêu chuẩn của tổ chức Quality Masters Hoa Kỳ, buổi tập huấn qua Zoom đầu tiên diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 1 năm 2022 nhằm mục đích tập huấn triển khai áp dụng thí điểm bộ tiêu chuẩn Quality Masters Rubric cũng như định hướng nâng cao chất lượng thiết kế các khóa học trực tuyến và kết hợp Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một phần quan trọng trong công trình nghiên cứu về phương thức học tập đào tạo dựa trên công nghệ thông tin e-learning trong giáo dục đại học và đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng MOOCs, kinh nghiệm thế giới và ứng dụng tại Việt Nam. Ngày 12 tháng 1 năm 2021, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình webinar Cơ hội nghề nghiệp ngành công nghệ thông tin tại TMA Solutions nhằm mang đến cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên, đặc biệt sinh viên ngành công nghệ thông tin đang tìm kiếm việc làm tại môi trường năng động, chuyên nghiệp thông qua chương trình tuyển dụng fresher và thực tập sinh tại TMA Solutions, một trong những công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam. Theo đó, những thông tin về yêu cầu tuyển dụng, cơ hội được đào tạo cũng như những quyền lợi tại TMA Solutions đã được cung cấp chi tiết. Ngay tại chương trình, TMA chính thức mở đợt phỏng vấn trực tiếp cho các vị trí IT cùng chuyên gia. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Quốc tế Paragon Campuchia đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về giáo dục, từng bước phát triển, khai thác, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài nhằm phát triển, tăng cường hệ thống chương trình đào tạo của đôi bên. Thỏa thuận này tạo điều kiện cho sự hợp tác sâu rộng trong giáo dục và học thuật của hai đơn vị thông qua các hoạt động và chương trình đa dạng như trao đổi giảng viên, sinh viên vì mục đích giảng dạy và nghiên cứu, trao đổi các chương trình du học cho sinh viên, tham gia các seminar, các buổi diễn thuyết, đào tạo và gặp gỡ học thuật chung, trao đổi tài liệu trong các lĩnh vực đôi bên cùng quan tâm, tìm kiếm cơ hội hợp tác các chương trình tiềm năng. Ngày 11 tháng 2, 2022, chương trình Carry Talk số 1 tháng 2, 2022 được tổ chức với chủ đề mang tên Trở lại trường học an toàn sau đại dịch Covid-19, nhằm đồng hành giải đáp cùng sinh viên trong công tác chuẩn bị trở lại trường học sau hơn 10 tháng học tập trực tuyến và thực hiện các quy định an toàn phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh sự chuẩn bị của trạm y tế nhà trường trong công tác khử khuẩn các cơ sở, trang thiết bị nước rửa tay, hướng dẫn thực hiện quy tắc 5K cũng như thông tin liên hệ của trạm y tế, khi học tập tại trường, các sinh viên lưu ý thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh ở khu vực học tập, sinh hoạt. Chương trình cũng hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của tân sinh viên liên quan đến công tác học tập, vấn đề học vụ, cũng như cung cấp các thông tin về học tập và sinh hoạt ngoại khóa. Sáng ngày 23 tháng 2, 2022, Phòng Tổ chức Nhân sự Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo Phòng Khảo thí, lãnh đạo Khoa Luật và lãnh đạo Trung tâm Đào tạo Từ xa của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu giao nhiệm vụ, Hiệu trưởng nhà trường, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hà đã chúc mừng tập thể các đơn vị được kiện toàn, củng cố vị trí lãnh đạo, chúc mừng 3 thầy cô đã được trường và các thành viên nhà trường tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ nhiệm vụ lãnh đạo các đơn vị. Bên cạnh đó, thầy cũng đề nghị các thầy cô được bổ nhiệm lại, luôn giữ vững bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí để đưa tập thể phát triển nhanh hơn nữa.
Năm 2022, chiến dịch tình nguyện của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã được khởi động rộn ràng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trên tinh thần xung kích mạnh mẽ, sẵn sàng ra quân góp sức mình vào những hoạt động có ích cho xã hội và cộng đồng. Chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm 2022 diễn ra từ tháng 1 với đội hình cấp trường đã tổ chức và liên kết các hoạt động tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với thông điệp chăm lo đời sống cho người dân thành phố, đội hình đã tổ chức thành công tại mặt trận gồm mặt trận huyện Nhà Bè, Xuân Gắn Kết, mặt trận quận Gò Vấp, Xuân Sẻ Chia, mặt trận thành phố Thủ Đức, Xuân Sẻ Chia. Đây cũng là dịp để màu áo xanh tình nguyện trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng những kiến thức đã được học để tham gia giúp đỡ mọi người, tạo ra những đóng góp tích cực, trưởng thành với bản thân và trách nhiệm với xã hội. Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2022 và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vượt lên trong học tập tại địa bàn huyện Bình Chánh, giúp các em có thêm một sân chơi ngày Tết ngày 27 tháng 1 năm 2022. Cùng hoạt động số 1 Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với huyện Đoàn Bình Chánh tổ chức lễ hội Tết Việt trong khuôn khổ chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 14 năm 2022. Tại chương trình, cụm liên kết hoạt động số 1 đã trao tặng hơn 50 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học giỏi tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, đồng thời tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian cho các em thiếu nhi. Vừa rồi là những hoạt động nổi bật của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 2/2022. Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.